Chúng con là sinh viên có cơ hội tiếp xúc với đời sống thiền trong Phật giáo, và chúng con cũng thường hay hành trì. Nhưng khi chúng con thực tập thiền thì các bạn xung quanh nói rằng mày còn trẻ mà thực tập chi cái pháp môn thụ động quá vậy, chỉ ngồi yên một chỗ. Như vậy con xin hỏi ni sư, chúng con phải trả lời như thế nào cho các bạn đỡ hiểu? Bởi vì tính tuổi trẻ chúng con hay năng động, nhưng khi ngồi yên một chỗ thì bị các bạn nói là thụ động. Như vậy thực tập thiền có đưa lại đời sống cho tuổi trẻ chúng con trở nên bị động và thụ động hay không? Xin ni sư hướng dẫn cho chúng con cách giải thích. Thì đó là cái mà hồi nãy sư cô mới nói là người ta cứ hiểu lầm thiền là ngồi đó. Cho nên người ta mới nói cái phương làm gì mà cứ ngồi chỗ là thụ động đó. Người ta hiểu rất là sai về thiền. Đó là cái điều mà vì sao mà Ngài Hòa Thượng Viên Minh là cứ nói hằng là thiền không phải là ngồi là tịnh một chỗ. Mà người ta không có hiểu, cho nên người ta nói ủa sao người ta kêu thiền là ngồi mà thật Ngài không có cho ngồi. Không phải vậy. Mà ý của Ngài nói rằng đó, thiền không phải chỉ hạn chế trong chuyện ngồi. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng thiền là phải ngồi. Và ngồi tức là thụ động. Là trong khi tuổi trẻ thì năng động mà cứ ngồi một chỗ như vậy là hụ lâu quá. Thì vì họ hiểu sai về thiền, mà thậm chí cái em sinh viên này cũng đã thực tập sai về thiền. Cứ ngồi như vậy mới gọi là thiền, cho nên người ta nói vì sao phải ngồi? Trong cái cuộc sống thì nó luôn luôn biến động mà mình cứ ngồi yên chỗ vậy sao? Cho nên đã hiểu sai về thiền rồi, thật ra thiền không phải là ngồi. Thiền là làm cái gì chúng ta tròn vẹn chủ tâm quan sát, chánh niệm tỉnh giác trên từng cái hành động, và không có si mê trong từng cái hành động đó. Đi mà mình vẫn tròn vẹn về chuyện đi, thậm chí cần chạy mình vẫn chạy, cần nhanh mình vẫn nhanh, cần cãi mình vẫn cãi. Mà trong khi những làm những việc đó, mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác mình soi sáng. Chứ đâu có phải thiền là ngồi đâu. Thiền còn có thể đi làm thiền nguyện, vẫn cứ răng đeo rừng lội suối, vẫn có thể là đi dạy học miễn phí, vẫn đi làm đủ thứ, vẫn đi lĩnh được mà. Chứ đâu phải thiền là vô chùa ngồi thôi đâu. Ha, cho nên thiền là gì? Làm tất cả mọi chuyện với cái sự sáng suốt, định tĩnh và chánh niệm để thấy biết rõ. Còn vì không thiền là sao? Mình làm mà thân thì ở chỗ này mà tâm thì ở chỗ khác. Đúng không? Quý vị thấy á, tâm bất tài. Người ta nói tâm bất tài gì? Thì như bất kiến, thỉnh như bất văn, thực như bất trí kỳ vị. Có nghĩa là sao? Khi cái tâm mà nó không ở tại đấy đó, nhìn mà không có thấy. Quý vị thấy không? Có những người mà thất tình á, họ ngồi vậy đó. Họ ngồi mà họ không có thấy mình đâu, họ thấy người yêu của họ thôi. Có không? Mình nói gì họ không có nghe cả, vì trong lòng tâm tai của họ nó chỉ có những cái hình ảnh của quá khứ thôi. Và ăn mà họ không biết mùi vị gì hết á, thực mà bất trí cái vị đó. Là những cái người mà bị bệnh tương tư là vậy đó, không biết gì hết trơn. Là bởi vì họ sống trong một cái thế giới của riêng họ, của quá khứ, của ảo tưởng. Thì đó là người không bảo biết gì thiền hết. Còn cái người mà thiền đó là vẫn quét nhà. Mà quét nhà của người mà hành thiền thì cả cái người hành quét nhà không hành thiền. Quét nhà mà cứ lơ lơ lão lão mà cứ ngồi quét nhà đấy mà nhìn ra ngoài đường vâng. Rồi vẫn quay tivi gì như vậy là không phải thiền. Còn cái người mà quét nhà mà tròn vẹn về chuyện quét nhà, quý vị thấy cái chất lượng của họ là khác hẳn với cái người mà không có hành thiền. Nấu ăn cũng vậy, vo gạo rửa chén mà người có hành thiền thì chất lượng nó khác với người không hành thiền. Cho nên thiền là trong cuộc sống, từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ, từng việc làm của mình đều được soi sáng là thiền. Chứ không phải chỉ ngồi nhắm mắt mới thiền, mà vì các bạn cứ ngồi nhắm mắt hoài mới gọi là thiền, cho nên người ta mới phê phán đó. Cho nên nhớ ha, thiền là làm mọi việc trong sự soi sáng của trí tuệ. Động từ mà chữ thiền là gì? Là chữ jhana, là đi ra cái động từ căn japeti là gì? Chiếu sáng, soi sáng. Và có cái nghĩa là chữ sáng, thêm có nghĩa là thiêu đốt cái phiền não. Vì khi thiền mà khởi lên, tham sân si nó chấm dứt, cho nên gọi là thiêu đốt phiền não. Và thiền là trí tuệ khởi lên, cho nên là chói sáng, là soi sáng hết tất cả thực tại. Cho nên thiền là soi sáng thực tại, là diệt phiền não. Thì nếu như vậy thì làm sao mà gọi là hủ bài, là thụ động được? Vì người ta hành thiền mà vẫn làm tất cả mọi thứ. Chứ không phải chỉ ngồi không, mà vì cứ ngồi không mới gọi là thiền, cho nên người ta mới phê phán. Cho nên phê phán này là sai từ cái người hành thiền và sai từ cái người mà nhìn nhận thiền qua cái việc người hành thiền đó. Cho thiền thì không phải chỉ ngồi mà thôi.